Đức Tiến xin chào tất cả mọi người và hân hoan chào đón tất cả mọi người đã trở lại với kênh Radio Đồng Ca Nhỏ, giới thiệu những tác giả tác phẩm mới và những giọng ca mới, nói chung là nghệ sĩ mới. Thì ngày hôm nay Đức Tiến xin phép được giới thiệu tất cả quý vị một tác giả, một nhạc sĩ sống tại Sydney của Úc Châu, đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Đức Thuần. Cái ca khúc mà ngày hôm nay muốn gửi đến cho tất cả mọi người đó chính là cái ca khúc có tựa đề Mẹ, chỉ một chữ rất ngắn, từ một bài thơ cảm nghiệm và đồng cảm với lại thi sĩ Hoàng Lan. Đây là một bài thơ do chính thi sĩ Hoàng Lan sáng tác và viết ra, và anh Thuần đã phổ nhạc, với nội dung và thông điệp chia sẻ viết về người mẹ, một người mẹ mà có lẽ trong suốt nhiều năm qua đã thầm lặng và làm người mẹ đã xuất hiện nhiều trên mặt báo chí với những điều không mong muốn là phải đi kêu oan cho con mình. Đó chính là anh Hồ Duy Hải. Tôi không gọi là tử tù là bởi vì anh thực sự chưa bị kết án, vẫn còn đang trong thời gian điều tra. Ca khúc này khi mà anh Thuần đưa cho Tiến và với bản nhạc phối từ nhạc sĩ Tuấn Khanh, thì Đức Tiến đã cảm nhận đây là một ca khúc vừa khó mà vừa dễ. Cái dễ ở đây là để hát về tình mẹ, mình đã hát rất nhiều, nhưng hát về một người mẹ mang một cái tâm lý đi cứu đứa con của mình thoát khỏi cái vòng lao lý. Cái cảm xúc mà đặt cho người nghệ sĩ trình diễn phải thấu cảm và hiểu được cái nội dung đó, thì cũng rất may là tôi nhận được cái thông điệp đó từ anh Nguyễn Đức Thuần chuyển tải qua thơ của thi sĩ Hoàng Lan. Và tôi đã ngâm cứu cái bài này và cố gắng thực hiện nó trong khả năng của mình có thể. Có thể khi mà mọi người nghe cái ca khúc này ở phần intro hay là những cái phần ở trong giữa bài sẽ có những cái đoạn kinh. Thay vì có những bài hát khác tôi sẽ bè những cái quãng, nhưng mà nó sẽ có những cái đoạn kinh. Nó như là những lời kinh cầu của một người mẹ trong bài hát để cầu nguyện cho con mình bước qua cái khổ nạn của một kiếp người phải trả cho những cái năm tháng tù đầy mà vẫn chưa có sáng tỏ về mặt công lý. Thì cái lời kinh cầu như là một điều mong cho tất cả mọi thứ oan khiên sẽ được giải thoát. Và cái ca khúc này Đức Tiến cũng trình bày lần đầu tiên, bởi vì nó thực sự là một ca khúc mới và chỉ có những người mà đã hiểu được cái câu chuyện, từ câu chuyện oan khiên này thì mới dám hát. Thì Tiến cũng chia sẻ với tất cả mọi người về vấn đề đó. Ở đây không phải mình nói mình can đảm, mình cũng không nói mình là một trong những người nghệ sĩ như thế này như thế nọ. Nhưng trong cái thiên chức của một người nghệ sĩ tự do như là của nhạc sĩ Nguyễn Đức Thuần hay là thi sĩ tự do Hoàng Lan, họ đã làm nên được những cái tác phẩm như vậy, để lại cho cái hậu thế những cái vàng son của lòng người. Thì những cái giọng ca buộc lòng cũng phải xuất hiện để bồi đền cho những cái tác phẩm như vậy, để xứng với lại cái dòng chảy âm nhạc. Đặc biệt nữa là những người nghệ sĩ vốn là đã rất ít ở bên Úc, nhưng nhạc sĩ Nguyễn Đức Thuần cũng đã vẫn giữ được cái máu lửa và cái tinh thần của người nghệ sĩ tự do để lan truyền vào trong nước, để chia sẻ với tất cả những người yêu âm nhạc những cái nỗi lòng của người phương xa cũng luôn luôn đau đớn nghĩ về quê nhà như vậy. Và bây giờ không để mọi người đợi lâu, xin mời mọi người cùng đến với ca khúc Mẹ, thơ Hoàng Lan, nhạc Nguyễn Đức Thuần, hòa âm Tuấn Khanh và trình bày Đức Tiến. Xin mời mọi người cùng thưởng thức.
sinh ra con, mẹ tìm nơi con, mẹ theo chân con dù sức có mòn. Và hôm nay đây, từng phút từng giây, mẹ nhìn con lớn, mẹ dạy con khôn. Chờ đợi con sẽ về thôi.